Có mấy bạn trong xóm em ra ra cái tại vì sợ không có vô nữa, cái mấy bạn tội nghiệp mấy bạn. Em đi đông lắm mà tội nghiệp mấy bạn, mấy bạn tức là cái này là vòng 1 đã kết thúc. Dạ. Và trong vòng 1 là còn những nhân vật khác nữa. Mấy người trong xóm em. Rồi mình mời tổ dân phố ra luôn đi. Tại vì sợ không được chứ tội nghiệp hiểu mà. Bây giờ đợi. Hay là thi cái khác đúng không? Dạ, mà đợi từ hồi sáng giờ tội nghiệp. Rồi, sao em không sao hết. Mời khu phố 7 ra. Ra ra mấy đứa ơi. Nhờ mấy bạn trong xóm của em này ra. Trời ơi, sao trong xóm em đẹp đẹp không vậy? Mấy bạn là có một bạn này thôi hả? Còn hai bạn nữa, chắc mấy bạn không dám ra. Ôi, đi thi giùm không dám ra là sao? Ra đi mới được chia mấy đứa ơi. 2 triệu nè. Trời ơi, con sớm rồi đẹp 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 không vậy trời? Trời ơi. Ê, em đây. Ở đâu? Sớm em ở đâu? Sớm em ở đâu? Ở đâu? Mai thì dọn tới Bến Xe Miền Đông. Dạ, Bến Xe Miền Đông Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. Là ôi, trong bến xe luôn á em, là nguyên sớm ở trong dạ bến không, xe. Dạ không, cái sớm em trong khu đối diện bến xe miền Đông á. À, ai lái xe á? Ai là tài xế đâu nè. Có cái khu nhà trọ, khu đó. Tươi quá, sớm tươi quá. Bữa nay festival hẻm hả? Sao đẩy lên đông quá vậy? Cho mấy bạn ra tội nghiệp. Trời ơi. Ủa mà mắc mớ gì có cái nhu cầu lên truyền hình chi? Không chào, tại vì mấy bạn đợi lâu quá trời luôn rồi chào. Biết mà mắc cái mớ gì phải có nhu cầu lên truyền hình để làm cái gì á? Để quảng cáo cái xóm đối diện bến xe miền Đông. Trời ơi, đầu tư quá. Quá tuyệt vời. Thanh xuân. Dạ, xin chào ban giám khảo. Em là tên là Hữu Tài. Em thi Thách Thức Danh Hài được 3 mùa mà cũng chưa có vô sao vòng sâu. Mấy lần trước đi thi có một mình à, rung quá. Rớt không ai chia sẻ hết. Hôm nay em rủ nguyên xóm em đi theo thi cho vui. Mấy vòng trước sau nhất là vòng mấy? Vòng được vòng 2, vòng 10 triệu. 10 triệu là cũng giỏi rồi. Dạ. Dạ, đây là những người bạn trong xóm của em. Bé dạ. Gì đi con? Chào ban giám khảo. Dạ, em tên là Bích Thùy. Bữa nay em tới đây đóng vai Hằng Nga. Dễ thương ha. Mình tên là Lăng Thanh. Mình được Tài Chim mời đến đây để cố gắng hớp tất cả các vòng. Xin chào anh Thành Giang. Cái âm lượng bằng hồi nãy đó anh. To lên. Xin chào anh Thành Giang. Công việc của mình là gì Tài? Dạ em đang là hướng dẫn viên du lịch. À, bé. Dạ, con còn đi học ạ. Học lớp mấy? Dạ, lớp 10. Ồ, mặt dễ thương quá. Anh chắc là ba bé hả? Bạn em chung sớm, bé, hai người bạn á. Phải đâu. Bé chung sớm luôn hả? Hồi kỳ cục quá. Anh là ba của bạn này. Không có. Nói như vậy là không có đúng. Mình tới đây thì mình là cũng muốn là chào con gái của mình. Là sao? Là tới đây là chào con gái của mình để có thêm. Gái anh đâu? Ê, mới cưới hả, con gái gì cha? Thì đợi 3-4 năm nữa quay phim lại đường gái coi cũng được. Trời ơi, mới cưới tính xa dữ vậy. Đúng là không phải, mà đúng là trong xóm có người này người khác ha, người có duyên người không ha. Tức là lên hình để mai mốt đẻ con gái ra, cái con gái lớn khi bắt đầu biết là gì, lúc đó khoảng tầm 9 tuổi là cho. Ê, ba kìa, con nhớ không hả? Ừ. Dạ, gái đặt tên sẵn luôn rồi, Su Hào luôn rồi. Su Hào. Lỡ nó ra củ sắn sao? Ừ, quá, nhiều khi nó ra con trai, nó ra con gái là... Không, cái đó mình, thí dụ mình lên TV mình ghép tiếng khác vô, dụ là sao Su củ sắn cũng được. Dù Su Hào ơi, Su Hào, ba tới, ba được 2 triệu rồi. Không, con trai mà đặt Su Hào được. Trai Su Hào được. Con trai con gái được Su Hào được hết á. Mới cưới đâu có con đâu. Mới. Chưa chứ sao không có con. Chưa có con. Chắc gì bà chịu đẻ. Phải hỏi qua bà mẹ chứ chắc gì bà chịu đẻ. Mà chắc gì là bà nó sẽ đẻ cho ông này. Đó. Nhiều khi sau khi thi tụi em chơi thân mà tự nhiên nói như vậy. Không, em nhiều khi thi xong này người ta thấy có duyên, người ta nghĩ là ai có duyên người ta chịu với người đó. Hả? Hai người chơi thân mà tự nhiên không chịu đẻ cho ông này thì đẻ cho ai? Ai chơi thân? Thì đó. Ai chơi thân? Trong xóm tụi em là chơi thân. Chơi thân với em rồi đúng không? Dạ. Thì ai có duyên đẻ với người đó. Tự nhiên vợ con này em lỡ em có duyên hơn. Ừ, đâu cãi ông nội. Thi đẻ. Thôi đâu mà cãi. Nói cho vui để mọi người khỏi tâm lý đi, diễn cho thoải mái rồi. Xong chưa?
Bé Hằng Nga là nó ngoan nhất. Hằng Nga thiệt dễ thương. Nãy giờ nó không có nấu cái gì, tại nó có biết gì đâu mà nói. Ê, bé đâu, bé nó chui, bé nó chui. Rồi, ơi. Rồi, quẹo phải. Thiệt chưa, thiệt chưa. Trước khi vòng 1 thì xin cho phép em tụi em nói ngắn để cho những người nào mà chưa coi bộ phim hoạt hình Minion thì họ có một chút ít thôi. Đúng. Là tại vì hai con Minion nó phải đi kiếm những ông chủ. Nhiệm vụ của Minion là kiếm ông chủ. Và ngày hôm nay tụi em đến đây là để kiếm ông chủ. Dạ vậy thôi. Hai con Minion này là hai con gấu bông đúng không? Hai dạ, con đúng rồi. Mà người ngoài hành tinh. Dạ. Là cái nhiệm vụ duy nhất của cuộc đời nó làm là đi kiếm ông chủ. Tìm một người chủ cho nó. Dạ đúng rồi. Đó, nói vậy để cho mọi người hiểu. Dạ. Rồi. Rồi, 60 giây cho hai bạn đi kiếm chủ bắt đầu. Xin chào ban giám khảo, chúng tôi là hai con Minion song sinh năng lượng ngập tràn. Cậu sao vậy? Đau quá, không biết nữa, chắc là bị gãy chân rồi đó. Đừng có lo, chúng ta là Minion song sinh mà, tao phải gãy chân y chang cậu luôn. Ê, tao gãy cái chân trái mà, sao cậu bẻ cái chân phải? Đừng có lo, chúng ta là Minion song sinh mà, tao bẻ luôn cái này vậy. Ê, tao tính nói với cậu là chắc là tao bị chuột rút thôi à, chứ đâu có bị gì đâu. Tự nhiên cậu bẻ hai cái chân cậu, đứng lên diễn tiếp đi. Đứng rồi đó. Thôi vậy quỳ diễn tiếp đi. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây là để đi tìm ông chủ Tiến Luật của chúng tôi. Ông chủ Tiến Luật ơi. Chú Cùi à, chú Cùi. Chú Cùi à. Xin lỗi công tử, ta dấp té. Tao kiếm vô tình quá. Cái này mà vô tình, không sao đâu. Không sao đâu. Đẹp có quyền mà. Còn một con bên kia kìa, giết luôn đi. Ông Luật à, sao ông cười ngồi tôi hoài vậy? Cái gì? Tôi không có cười mắc cười mà tôi mắc cười ông á. Người ta dám té mắt cái gì ông ngồi cho tôi cười. Anh đem bất kỳ nói không có rõ gì hết. Bé nói rất là rõ, giọng bé hay. Cho rõ gì. Cho mấy bạn trong xóm em ra cái. Tại vì sợ không có vô nữa cái mấy bạn tội nghiệp mấy bạn. Em đi đông lắm mà tội nghiệp mấy bạn tức là cái này là vòng 1 đã kết thúc. Dạ. Và trong vòng 1 là còn những nhân vật khác nữa. Mấy người trong xóm em. Rồi mình mời tổ dân phố ra luôn đi. Tại vì sợ không được chứ tội nghiệp hiểu mà. Bây giờ hay là thi cái khác đúng không? Dạ, mà đợi từ sáng giờ tội nghiệp. Rồi, mời em không sao hết. Mời khu phố 7 ra. Ra mấy đứa ơi. Nhờ mấy bạn trong xóm của em này ra. Trời ơi, sao trong xóm em đẹp đẹp không vậy? Mấy bạn là có một bạn này thôi hả? Còn hai bạn nữa, chắc mấy bạn không dám ra. Ôi, đi thi giùm không dám ra là sao? Ra đi mới được chia mấy đứa ơi. 2 triệu nè. Trời ơi, trong xóm còn đẹp không vậy trời? Mày ơi. Ê, em đây. Ở đâu? Mai thì dọn tới Bến xe miền Đông. Dạ, Bến xe miền Đông. Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. Là ôi, trong bến xe luôn á em, là nguyên sớm ở trong dạ bến không, xe. Dạ không, cái sớm em trong khu đối diện bến xe miền Đông á. À, ai lái xe á? Ai là tài xế đâu nè. Có cái khu nhà trọ khu đó. Tươi quá, sớm tươi quá. Bữa nay festival hẻm hả? Sao đẩy lên đông quá vậy? Cho mấy bạn ra tội nghiệp. Trời. Ủa mà mắc mớ gì có cái nhu cầu lên truyền hình chi? Không chào, tại vì mấy bạn đợi lâu quá trời luôn rồi. Chào. Biết mà mắc cái mớ gì phải có nhu cầu lên truyền hình để làm cái gì á? Để quảng cáo cái xóm đối diện bến xe miền Đông. Trời ơi. Rồi bây giờ vậy. Bây giờ là vòng 1 đã được 2 triệu. Dạ. Bây giờ vòng thứ 2 có thi tiếp hay không? Dạ tiếp. Thi tiếp là thi kịch bản này tiếp hay là kịch bản khác? Dạ kịch bản khác. Kịch bản khác gồm có những ai? Kịch bản khác, những người thi sẽ bước lên một bước cho anh Trường Giang và Trần Thành nhận diện được. Chết rồi, chị Hằng ở lại rồi. Vô ấy. Giờ bên đây nè, bên đây hơn hơn. Khoan, làm gì chưa hiểu nha. Đúng dạ. Rồi, vòng 2 là người nào bước lên bước là thi. Ok. Dạ, để cho anh Giang anh biết được những người thi. Cất bà Hằng luôn phải không? Còn cái cô kia là vòng 3 đó. Tính lên nguyên xóm chào luôn mà tại thắng được 2 triệu rồi. Tôi cho nguyên xóm lên chào để cho mấy bạn được lên gặp anh Thành với anh Giang. Này nó được, nó nên được người ta bầu làm tổ trưởng. Đúng rồi. Cái khu phố mà có nên làm ăn nên hay không là do em á, nói thiệt. Đại không diện. Ai mà thương hàng xóm như em. Em nên làm tổ trưởng của khu phố này. Đại diện thương hiệu. Đúng rồi. Lên TV chủ yếu là để quảng cáo xóm đối diện bên xe miền Đông thôi. Khủng khiếp thiệt, cái xóm này khủng khiếp thiệt.
quá quyền lực. Rồi Thi. Dạ. Ai cần đeo micro thì vô đeo. Rồi bạn nào cần đeo micro vô đeo. Bạn nào đeo micro rồi thì giới thiệu. Nhìn giống Lệ Quyên quá ha. Dạ em tên là Mỹ Vân ạ. Dạ em bán bưởi kế bên nhà anh này. Cấm lao động. Thiệt, thiệt mà. Dạ thiệt thì... Ủa bộ tôi nói không thiệt, thiệt, thiệt đâu. Ông làm gì á? Được mùa không em? Dạ được lắm anh. Tại vì được có một cái là nhà em làm cũng tự sản tự tiêu á anh. À, nhà em thì trồng theo cái phương pháp tự nhiên. À, tụi em trồng thuốc không anh? Trồng thuốc cái gì ta? Trồng thuốc tự nhiên. Tự nhiên á? Tự nhiên á, nhưng mà tụi em có chút chút đỉnh thuốc ở trong đó cho... Cái vườn bưởi mình nằm ở khu vực nào? À, có gì Bến Xe Miền Đông không? Dạ nhưng mà em trồng ở Tây Ninh anh. Mà nhà bán, em bán bưởi ở đâu? Dạ em bán kế nhà anh này. Đối diện Bến Xe Miền Đông đó. Ở trong số đó phải không? Ok để anh né. À, em lên thì nói chung là em cũng đại diện mấy người trong xóm á, thì cũng bà con dòng họ rồi nội ngoại hai bên thì em cũng có quà em tặng cho hai anh, nhưng mà tại má em cũng dặn là đi thi á nhắm mà đậu thì hãy tặng, không tặng không mấy giờ tặng thì lỗ lắm. Là tặng bưởi của em á hả? Ờ thì đúng em bán bưởi mà anh. Thì đó là... anh yên tâm bưởi em chất lượng lắm anh. Bưởi Việt Nam hay Việt Nam chất lượng cao. Anh biết mà anh biết. Ủa em nói đúng mà trời, em người Việt Nam thì em tài Việt Nam thôi. Ủa anh có nói cái gì đâu. Ờ ừ. Đúng không? Ông này làm gì tăng động vậy? Em làm gì em tăng động, ai nói gì đâu. Ủa người ta đưa bưởi của gia đình ta đưa cho tôi cái mắt mới vậy. À cô gái là bạn gái của anh này hả? Không phải. Không phải. Không phải sao ông làm như bạn gái vậy? Tức là trong cái dạng mình đi này, hôm nay là không có ai gặp ai đúng không? Dạ không. Bây giờ ông không được bữa nhà người ta, ông khó chịu hả? Ngày nào cũng ăn á anh ơi. Hả cái gì? Ngày nào cũng ăn bữa nhà em á đó. Cha này. Ha quá trời luôn à. Ăn rồi mà không chịu chia cho ba thằng này à. Kế bên thì... Mà ăn bữa héo không à. Là bây giờ cái hội giám khảo được ăn bưởi tươi hả? Dạ đúng rồi anh. Tặng đồ tươi nha, tặng đồ heo. Ừ. Bên đây tặng bưởi năm rồi, kia ăn bưởi năm rồi. Rồi tới em gái giới thiệu đi. Dạ em bán nho cái nhà chị. Nguyên cái xóm em à, sạch trái cây hả? Dạ hai đứa em bán kế nhau. Hồi nãy mẹ em dặn là đem nho lên tặng ban giám khảo mà giờ nhét vô chỗ khó lấy mà. Nhét vô chỗ khó lấy. Thôi để trọng luôn đi chứ rút ra không dám ăn. Chắc dập hết rồi phải dập không? Dập hết nho rồi sao ăn nổi nữa. Ông kế bên chắc bán... Ông mà bán chuối nữa tao xỉu à. Là nhà em thì chuyên trồng những loại trái cây ở Bình Phước, sầu riêng và các loại nông sản. Nhà em trồng và em bán cho các bạn này luôn ạ. Thiệt hả? Và có tươi có héo nữa. Dạ, nó dừa nó bỏ mối hả? Thiệt luôn hả? Dạ vâng. Hàng chuyển lên Bến Xe Miền Đông em chia hết cho các bạn này bán. Má trồng toàn những cây dễ. Cái xóm này đông ra tràn ra vậy ta. Bến Xe Miền Đông ạ. Lạ thiệt. Tụi em chắc bên Suối Tiên kéo xuống phải không? Lễ hội trái cây kia kéo xuống phải không? Có, ở Bến Xe Miền Đông anh. Thì biết rồi trời, quảng cáo hoài luôn á trời. Hư đâu ông cãi tôi hoài với ông kia. Rồi bây giờ diễn nó cũng phải thật, nó chân thật, nó vậy, nó mộc mạc vậy thì mới cười được. Chứ đừng có ra mà diễn cố diễn nha. Đừng có diễn xuất, mình sao là mình sẽ là như vậy. Tại vì cái trình độ diễn xuất mình chưa có thì mình. Có con bé bán bưởi ở đây là yên tâm đi. Em run quá. Nói cái gì mà không cười. Em run quá, em sợ rớt bưởi quá. Ê anh Tí Lập cười gì hả? Vậy thì tôi cười đâu có tốn 2 triệu đâu mà hai ông kia cười mới tốn. Tôi được quyền cười. Rồi, đi. Dạ, em xin cắt nghĩa cái là ngày hôm nay tất cả quý vị ở đây sẽ cùng theo dõi một game show mà thể hiện cái bản lĩnh đích thực của đàn ông. Bản lĩnh đích thực của đàn ông. Vâng. Ok. Dạ, game show này có vẻ nguy hiểm nha. Rành mạch. Em gái áo đen cẩn thận nha. 60 giây cho sớm trái cây bắt đầu. Chào mừng quý vị đã cùng đến với game show Đàn Ông Thực Thụ. Hai quý ông đây đến từ Pleiku. Và hai cô em xinh đẹp đây đến từ xóm trọ Hot Girl Bị Ế. Trong vòng 1 phút, hai quý ông đây phải thuyết phục một trong hai cô em này là vợ của mình. 1 phút bắt đầu. Nhưng mà tôi đâu có yêu hai cô này đâu. Tôi cũng không yêu hai cô này đâu. Anh rút cuộc hai anh yêu ai? Thôi rồi, có biến rồi. Trời ơi, sao mà hồi sáng tới giờ em trang điểm cho lồng lộn đẹp như vậy, chị cũng đẹp như vậy, rồi hai chàng trai đi vô hết trơn rồi coi thường phụ nữ thì em như vậy. Em nói đúng không chị? Em nói đúng không chị? Chị nói một tiếng giùm em chị.
Chị bị gì chị? Ôi trời ơi. Anh ơi, bây giờ thì đàn ông thì bỏ vô, bây giờ người chơi chung với em bị câm rồi, anh tính sao với em? Anh biết là em là bóng đổ trong, nhưng đừng có lo. Bọn anh sẽ sắp xếp, anh Tiến Luật và anh Trấn Thành sẽ cùng chơi với hai em. Xin hai người đó có gia đình rồi chơi không có được. Chúng tôi có phương án hết cho em. Bây giờ chúng tôi xin được mời hai người đàn ông cuối cùng của showbiz. Xin mời anh Long Nhật và anh Vũ Hà. Rồi, đi xuống dưới rồi em ơi. Cô phố mình ra hợp lại xíu mà. Trả hàng Nga lại cho tôi đi. Nghe đâu ra luôn đi con ơi. Cái bà bán bưởi là cái bà có quyền lực duy nhất trong cái cô phố mà bắt bà diễn giai cấp. Bà nói chuyện có duy nhất. Bà là cái người nói chuyện ra là có cái quyền được nói nhất ở đây mà kêu người ta đóng giai cấp. Cho em nói chút xíu là ngày hôm qua tụi em tập rất là chỉnh chu à, nhưng mà lên chắc có lẽ là áp lực. Không, mà nói em nghe nè, ba cái này đâu có thấm thía gì với tụi anh đâu. Nó quá nhẹ. Anh nói thiệt, em có tập kỹ thì cũng không cười đâu. Tụi anh cười là cười sự chân thật của mọi người. Nhưng mà lên đây, cả một cái xóm lên đây, thấy không, nguyên một cái dừa trái cây ở bên kia, bao nhiêu cái chuyện nó vui hơn cái kia quá trời. Cái kia nó bình thường lắm, không cười được đâu. Thằng Nga uổng quá, con người ta đẹp trang điểm bận bộ đồ mướn trăm mấy chục ngàn, vô không cho nữa, nói một câu cầm dao lùi cái ọt hết. Còn bà bán bưởi quyền lực đẹp lộng lẫy bận đồ như Lệ Quyên ra bóng câm, không hiểu nổi. Uổng cái xóm này quá. Thôi về nhà tập trung bán trái cây.